người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Là mình sẽ chơi game FIFA nha. Tiếp tục game FIFA cả nhà ơi. Này sẽ chơi điện thoại nha. Ok. Bây giờ mình đang chơi điện thoại nha. Ok. Này. Bây giờ mình sẽ cho nhỏ tiếng nha. To quá. Mình sẽ chơi mặt tiếng chính xác nha. Ok, let's go này. Mọi người xem video của mình nhớ mình giúp giúp mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Ok nha. Ok. Là tiếp tục mà. Chơi game FIFA nha. Bây giờ cũng là hơn 10 giờ tối rồi. Hơn 22 giờ rồi. Chơi tí thì ngủ anh ơi. Rồi ghép trận đấu đấy nhỉ. Trận tham mấy giờ chưa xong. Đức của mình cuối quá. Đấy. Đức của mình cuối quá không coi nhỉ. Đấy, cuối quá. Ok, ra vào nhé. Trận đấu đầu tiên rồi nhá ơi. Bật cái cam này. Trận đấu đầu tiên nhá. Vẫn mở cái nào. Nhưng mà sao nó không được 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 nhỉ? Chưa làm gì thắng hay không à? Đồng đội bắn hay thế. Kinh thật, đồng đội bắn hay thật. Bốn thắng 4 trận liền rồi. Thắng 3 trận rồi. Trận cuối rồi cả nhà ơi. Mà mình vẫn chưa được nào thôi. First blood, double kill. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Tạm biệt mọi người nhé. Hẹn mọi người video tiếp theo nhé. Ok. Chơi trận lượt chiến rồi cả nhà ơi. Rồi. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Mọi người xem video nhớ giúp mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé. Ok. Tạm biệt. Bye bye.